là mẹ đi chợ về là ba mẹ nấu. Ăn cơm xong là chui vô phòng mẹ chứ không có lên lầu. Chồng về ăn cơm thôi chứ hả, có khi tối cũng ngủ với mẹ. Cái bổn phận đó à, dù đi làm giờ bầu không làm nè, thì cũng phải làm như vậy. Mà dù có đi làm cũng 6 giờ phải dậy gác nhà giữa nhét xong mới đi làm ha. Dạ. Không, thích thì làm, vui buồn lẫn lộn. Không thích. Lời nói của mình nói không biết hiểu không chứ cũng nói hoài. Làm phải có trách nhiệm chứ, hiểu có bổn phận mà chứ. Không thích. Mừng lắm, nói là 50 năm mới lần đầu tiên dâu chàng tặng quà rồi, 50 tuổi thôi. Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Hòa, sinh 1970, 50 tuổi, nghề nghiệp nội trợ, đây con dâu tôi. Dạ, chào chú Huyền Linh, chào chị Lê Lộc, chào mọi người. Em tên là Lê Thị Mai, năm nay em 23 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 5 năm, em có bé rồi, giờ em đang có bé này. Wow. À, chúc mừng luôn. Cái đầu là trai hay gái? Dạ, gái ạ. Ngày đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy con dâu tương lai trước cách đây 5 năm đó, mẹ chồng có ấn tượng gì về cô gái này không? À, lần đầu tiên á không có ấn tượng mấy, tại cũng đi sớm về khuya về á, rồi nó ở trên lầu không mà nó xuống, cái bữa nó xuống thấy sao con mắt buồn rồi cũng không ấn tượng. Rồi đi làm cái chiều về, cái bữa nó nghỉ làm mình mới hỏi à, con đâu, mới kêu xuống nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện, nói con quê Kiên Giang, hỏi con lên đây làm gì, nói con vừa làm vừa học. Dạ. Rồi thấy mắt buồn chứ nghĩ cũng lớn tuổi chứ không biết nhỏ tuổi nữa, mình mới hỏi vậy con lên đây con ở với ai. Cháu mới nói á là ở với bà chị đi làm với đi học nghề. Anh Mạnh ảnh quen con, ảnh kêu con về đây ở thì núp về nhà ở, mà núp trên lầu á thì mình đi làm mà sáng đi cái tới khuya mới về. Dạ. Ít có gặp mặt lắm, cái bữa gặp mặt mới kêu mới nói chuyện, hai mẹ con mới biết đó. Ủa mà nó núp trên lầu lâu chưa mới biết vậy? Ở tuần à. À. Rồi mình mới thấy tội đó, thì nói thôi con ở đây con đi học nghề nha, rồi mới mua chiếc xe cho đi học nghề. À, cứ ở đi học nghề đi cho biết nghề đi vài năm nữa rồi mẹ xuống dưới nhà mẹ nói chuyện mẹ mới làm đám cưới. Nhưng mà lúc đó cô chấm cái nàng dâu này chưa mà có mua xe này kia hết chưa? Chưa có chấm, nhưng mà thấy khổ. À, thấy mướn nhà, thấy tội nghiệp. À, rồi tới bao lâu nó khai hoa nở nhụy đứa đầu tiên? À, coi như một năm là tính 3 năm mới cưới. Dạ. À, tại hỏi lại thì thấy cũng còn nhỏ tuổi, giờ mới 18 tuổi à, năm nay 23 tuổi, 19 tuổi có bầu đó. Ừ. Là đi xuống nói luôn, mai có bầu xuống nói sớm, không có chắc chờ tới 2-3 năm thì nào có đẻ là xuống luôn. Lần đầu tiên á, cái điều gì để lại ấn tượng ở trong chị không? Nhìn mẹ dữ lắm nên em cũng có hơi sợ, tại vì mẹ nói chuyện á là cũng hơi lớn tiếng lắm. Rộn rã chứ dễ thương mà, đâu có dữ gì đâu. Cái tiếng ào 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 nên người nào mà lại chơi á nói mẹ chồng dữ lắm, nhưng mà thật sự mẹ chồng làm dâu cho con dâu á. Cha sướng dữ vậy ta. Em về làm dâu 5 năm em vẫn chưa biết nấu ăn. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Ngày á có hai cử. Dạ. Quét nhà hai cử, lau nhà hai cử. Dạ. Sáng á 7 giờ 8 giờ là dậy, mình dậy xong mình đi chợ, đi búa, đi chơi ngoài chợ một chút. Dạ. Tại vì phải giữ cháu, rồi đi chợ về là nấu nước. Dạ. Một chục là ăn nói, con ở nhà nha, quét nhà, lau nhà, muốn đi ngủ nữa lên ngủ nha. Là không đâu, giờ có bầu á, ngủ 9 giờ chưa dậy, 10 giờ chưa dậy. Giờ mình thấy dơ quá, mình tức mình la là ở luôn tới 12 giờ nấu cơm xong. Mai ơi, mai con xuống ăn cơm không? Thôi con chút ăn là giận trong bụng lắm. Dạ. Nhưng mà có cái khôn á, bắt đầu ở trên lầu đi xuống là má ăn cơm chưa, má con dọn cơm má ăn nghe, má ăn gì má con mua, là đi vô buồng nằm nói chuyện giống hai mẹ con vậy đó. Cái mình hết giận. À, chứ không thôi là giận luôn rồi đó. Hay. Dạ. Hai mẹ con hợp nhau điều gì nhất? Nói hợp về cái ăn nhiều nhất. Nhà không ai biết ăn mắm. Dạ. Mua mắm về là hai mẹ con ăn. Nhà không biết ai biết ăn rau phóng hết. Hai mẹ con ăn rau sống nhiều nên hai mẹ con hợp cái ăn. Các sửa soạn nhiều khi cũng hợp. Mẹ sửa soạn hỏi con sửa soạn hỏi mẹ đẹp không? Dạ. Nhưng mà mẹ sửa soạn là không bao giờ được chê. Mẹ mua bất cứ một cái thứ gì là không bao giờ được chê. Cứ khen đẹp trước đi rồi tính sau. Nhưng có khi nào mà mình lỡ mình chê không? Dạ có. Em thì em không có dạng mẹ nhiều, em thẳng tính lắm nên nhiều khi á em cũng nói xấu rồi này kia, xong rồi mẹ mà la lại là em đi thẳng lên lầu luôn. Nhiều khi chơi mình biết trời, phải nó già giờ tôi phải mua giống già, đâu phải mua giống mày được, mày trẻ thì mày mặc mày xem mà biết xấu rồi là nó chơi xong là mai đêm dẹp luôn không mặc nữa. Dạ. Mặc đồ này nổi không? Mẹ thì lúc nào cũng đẹp rồi, trong mắt lúc nào mẹ cũng đẹp hết. Hôm nay mẹ mặc bộ đồ này nổi không?
không có chê nha, không có chê. Chắc lúc mà cưới về tâm sự nhiều lắm cô hả? Còn hơn con gái nữa đó. Dạ. Coi như nhà đó, hai trai một gái mà mấy đứa con á ít có nói chuyện với mẹ lắm, mà dâu nói nhiều. Vô trong buồng nhiều khi nói nhiều quá muốn đuổi thì đi lên tao ngủ mà không dám đuổi. Lúc bắt đầu quen với mẹ rồi, sáng là cứ xuống dọn dẹp nhà xong là mẹ đi chợ về làm ba mẹ nấu. Ăn cơm xong là chui vô phòng mẹ chứ không có lên lầu. Chồng về ăn cơm thôi chứ hả, có khi tối cũng ngủ với mẹ nhiều khi đi lên lầu. Bởi nhiều khi anh Linh biết muốn nói con á làm phải có trách nhiệm. Một ngày hai lần quét nhà, hai lần có cái bổn phận đó à. Dù đi làm và bầu không làm nè thì cũng phải làm như vậy, mà dù có đi làm cũng 6 giờ phải dậy quét nhà giữa chén xong mới đi làm ha. Dạ. Không, thích thì làm, vui buồn lẫn lộn. Không thích. Lời nói của mình nói không biết hiểu không chứ cũng nói hoài. Làm phải có trách nhiệm chứ hiểu có bổn phận mà chứ. Không thích. Tại mẹ nấu ăn ngon quá mà. Đúng, nấu ăn ngon với là ăn lạ. Dạ. Nhiều khi không cho nấu là vậy, sợ nấu mặn quá, người lớn tuổi ăn cũng không được tốt. Dạ. Nhưng mà mẹ nấu là không được chê nha. Bữa đó nói mẹ đã thèm bún ăn vịt, tới giờ 4 năm chưa được ăn lại một món đó. Ủa sao vậy, chê hả? Tại dạ. Tại vì hôm đó mẹ để quên á, vịt nó bị rã rời ra luôn. Thành ra nó dở quá thì phải chê. Là tới nay luôn mẹ chưa nấu được một lần nào luôn. 4 năm rồi. Mình mà không ăn á thì bảo đảm mẹ sẽ không mua luôn, cho nên cứ gán ăn mà ăn hoài, mẹ mua hoài. Chê là không nấu, thà là bỏ mứa đó đó, xong rồi là mẹ biết là ngán rồi, mẹ sẽ dài hơn mẹ sẽ đổi lại. Mấy mốt mà mẹ có la em á, em chê mẹ mới nói trời ơi phụ nữ la là xấu lắm, mà bảo là mẹ không bao giờ la nữa luôn. Thôi đi, lúc đó là cái nhà nó sẽ bùng phát luôn. Có một mẹ chồng phải thoải mái nè. Mà nhiều cái nói không hiểu không nghe, lì lắm. Ví dụ là gì cô? Ví dụ bữa đó chủ nhật đi, muốn không ăn, muốn ăn cơm tiệm, cơm hàng, cháo chợ thì nói má ơi bữa nay tụi con ăn đâu. Dạ. Để mình khỏi nấu, hoặc mình nấu ít, nấu cho một đống về bữa đó đi ăn cơm hàng, cháo chợ, đi mua đồ ăn. Tại mấy ngày chủ nhật là hay có tiền, thứ bảy hay đi chơi là đổ một nồi, mà nếu một tiếng đó không đổ là mai mình ăn chết luôn. Mà đổ thì công vừa của vừa tiền. Bởi nhiều khi nói không ăn thì nói báo cáo, không phải muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì nhịn. Mà nấu cách cái sợ con nó dễ đi làm. Nhà em anh Linh biết không, mười mấy hai chục năm là không bao giờ không ăn cơm ngày hai bữa, con cái là bu lại ăn hết. 11:30 chưa ăn, 5:30 chiều ăn. Hay vậy nha. À. Cái này là rất là hay luôn á. Cho nên điều lắm. Dạ. Mà bữa nào tụi nó chơi không ăn rồi đó đó là nó ma má ăn đi là dặn chung bụng. Tại mình nấu cái cực quá. Bao nhiêu đó dạ. Là bao nhiêu đó rồi. Mà ví dụ như nấu hôm nay đi mà còn lại hoặc không ăn á, ngày mai hâm lại là không bao giờ ai gỡ đũa vô. Ba hay chồng hay là em không bao giờ đụng tới đũa một miếng nào luôn á. Là đổ hoàn toàn luôn. Có bao giờ chở mẹ đi đâu chơi không? Dạ mẹ chở không ạ. Mẹ chở đi mà mẹ tài lanh tài lẹt. Hồi nào giờ ông xã ông chở đi chùa không à. Dạ. Nhà đi lên Phật Cô Đơn chắc khoảng 15-17 cây gì đó. Mẹ chở con đi 4 tiếng tưởng lạc trong rừng đường đường. Mà tài lanh hai mẹ con đi tưởng tối mang luôn đó. Trời tối chết rồi không biết về được tới nhà không à. Ở lạc ở trong bụi cỏ, mấy bụi cỏ mà khu đất cỏ không à. Tính đi đường tắt quẹo chở lại mà đi hồi sao thấy cỏ không thấy người. Cái gì chăm sóc con cái á, thì con chăm sóc hay là mẹ chồng chăm sóc? Con cũng chăm sóc nhưng mà mẹ thấy cái gì mà không vừa ý á là mẹ tự làm, nấu ăn đồ cho con hay là đồ ăn sáng này kia là đa số là mẹ. Đứa nào mà ăn nhanh gọn á mẹ khoái lắm, ngày nào mẹ cũng mua, ngày nào mẹ cũng đút. Mà đứa nào mà ăn đã lì rồi á là con mẹ tự đút đi, tại vì ngồi mấy tiếng đồng hồ đút nó lâu quá. Dạ. Chiều cũng chiều mà la cũng la, mà gầy cũng gầy, phạt cũng phạt, mà nó vẫn vậy. Có tranh cãi chuyện chăm sóc mẹ với mẹ không? Không, mình cũng hiểu, nó quýnh con trước mặt cũng nói để cho nó dạy xong xuôi rồi mới nói. Không được quýnh nha, tụi bay á, nó nhỏ biết gì, tụi bay cứ hiếp nó không. Bởi nó đeo bà nội nhiều. Dạ. Đeo mẹ ít lắm. Bà nội là chưa bao giờ đánh cháu. Cho nên thành ra là cứ hễ ví dụ như mà pha nước cho nó uống đi, nó khắc nó đổ hết, nó làm đổ hết. Chứ mới có la nó thôi là mình dọn trước đi, rồi mình đánh nó sao hay gì lại chạy vô mấy bà nội trước. Ở nhà thì vậy chứ cũng cực lắm, nội trợ đâu phải dễ. Bốn đứa cháu mà nó đeo hơn đeo ba má nó, đến giờ nó kêu ba má nó chở xuống chơi với bà ngoại. Rồi hai đứa cháu nội hai đứa cháu ngoại mà cực cực khiếp lắm. Mà đứa nào nó ăn lẹ mình còn xiên đút, đứa nào lâu thôi thì ba má mày đút đi cho. Thôi vậy, về khỏi tranh cãi gì hết ha. Theo ai để người đó chăm sóc cũng được. Nói chung á về có vui. Tại hồi xưa giờ con mình nó không có gần gũi với mình nhiều, nó không có tâm sự mình. Nó đi về quê mấy bữa là buồn nhớ. Giống như là
có người về để đi nói chuyện á. Dạ. Cái lì với cái lười. Lười quá. Lì cái lâu đi lâu quá nữa. Ủa không ai lười lì với mình ba ta. Tại vì quê con xa lắm cho nên thành ra mỗi lần về á là phải ít nhất á là 3 ngày cho tới 1 tuần mới lên. Ở đâu? Dạ ở Kiên Giang á, tới lặn trong rừng U Minh lặn mà đi thẳng luôn á, mà đi xe đò là phải 8 cho tới 9 tiếng. Cho nên thành ra mỗi lần về là ở dưới hơi lâu với ba mẹ xíu. Bây giờ thì chồng con có gửi cho một lá thư để chú Linh đọc thử coi chồng con viết gì đây. Vợ ơi, em hãy cố gắng chăm lo cho con giùm chồng. Dậy sớm phụ ba mẹ việc nhà chút, bớt ngủ lại chút. Con cảm ơn mẹ đã chăm lo cho gia đình nhỏ của con thời gian qua nhiều lắm. Chồng cảm ơn vợ đã bên chồng 5 năm qua và mãi mãi về sau nha vợ. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Ký tên Nguyễn Hữu Mạnh. Sao lại khóc? Có điều gì trong lá thư này mà làm em khóc? Dạ không. Con á ít lắm, nó ít tâm sự, ít lắm, ít nói. Vợ nói được vậy chắc vui quá. Dạ. Viết cũng ngắn nhưng cũng đầy đủ xúc tích. Ít nói lắm, nhà ba đứa con chứ nó ít nói. Ít nói nhưng mà dưới màu em là được rồi. Thấy cũng có nhiều cái cũng muốn á, con đổi tánh lại, siêng một chút. Làm cái gì phải có cái tâm một chút, làm cái gì là phải làm đúng, chứ đừng có thích thì làm, thích thì thôi. Đó. Để sau này nhiều khi mẹ còn giao việc, giao nhà, giao cửa, giao cho dâu lớn đúng mà. Đúng rồi. Nhà. Đó giờ chỉ mong vậy đó. Còn mong gì nữa không, cô nói luôn đi. Mong hai vợ chồng á bớt nói lớn tiếng thôi, chứ cũng chưa có cái chuyện gì mình ấy, bớt để hai vợ chồng hạnh phúc. Chứ nhiều khi thấy hai vợ chồng lớn tiếng cũng buồn lắm. Có dâu có dễ rồi mới biết. Đúng rồi. Cứ rụt rịch là cái bụng mình thót tim á. Dạ. Lười không buồn. Thật sự nói đây không phải lười không buồn. Lì không buồn. Không, lì cũng không buồn. Ai biết mệnh. Nhưng mà buồn cái là hai vợ chồng gây lộn là buồn đó. Tại mình cũng còn sức, còn làm được. Nhưng mà từ nay trở đi phải ráng. Giờ có cái nữa, làm tiền không biết giữ. Bao nhiêu hết nhiêu ăn hết luôn. Nhiều khi còn nói mẹ kẹo. Kẹo mới có, kẹo đụng chuyện gì mới có. Kẹo hai mình nói chồng ăn ít không ai biết. Rồi giờ mong nó, mong cái hà tiện là nhiều nhất. Làm 10 triệu ăn 8. Còn chừa 2, đó là chừa bèo á, chứ là ăn 2 chừa 8 á, phải không? Nhiều khi chồng con lớn con tặng 8 tuổi là chồng con á, cứ gì nè kêu gì để dành tiền lỡ bệnh hoạn hay ba mẹ ở quê có gì còn có tiền mà gửi. Chứ mẹ thì không lo bao đúng. Giờ lấy 1.000 nào mà mẹ còn cho lại thôi. Chồng, ôi có mẹ mà yên tâm đi. Hai chồng có chồng mẹ thì mà mình trên cơ mình thấy biết lắm. Chồng chưa đi nhậu đâu, chồng về là thấy ai mà bạn của chồng vũ lắm đã giấu đi, đừng nói đi qua cái cơn nó nói em quên không anh chỗ chỗ đó nó vũ đi nhậu anh rồi là sửa soạn hai vợ chồng đi luôn. Nói thôi im đi phải không, giấu đi để qua đi rồi ta trễ quá ta nhậu hết ta đi về mình khỏi nhậu không. Mà lúc này cũng bớt rồi, bớt về vũ đi nhậu la hoài. Nói chứ cũng thương chồng quá. Chồng người ta nhậu về nhiều khi còn nhai hay còn này kia kia nọ, chồng em không có. Vậy hả? Nhiều khi chồng em mà đi nhậu về lăn ra ngủ. Hôm nay thì em muốn nói gì với mẹ? Em sống trên đây á, có nhờ cậy mẹ, bệnh hoạn của mẹ, sanh đẻ của mẹ. Luôn cả cái lúc đi sanh á, ly theo cái kiểu mà có kính thấy hình á. Mà mẹ ngồi đâu còn ghế trên đâu mà ngồi, mẹ ngồi ở dưới á. Thấy thương mẹ đó. Thương đúng không? Thấy mẹ chồng thì thôi chứ một con người rất là tình cảm luôn. Bây giờ đứng lên hứa với mẹ đi. Hứa với mẹ nãy giờ mẹ mong muốn đó. Con hứa mẹ là từ nay con sẽ cố gắng, hoặc là con sinh xong con sẽ cố gắng hai chồng làm tiết kiệm tiền lại để lo cho hai đứa nhỏ. Với lại về nhà thì con sẽ cố gắng nhiều hơn. Con thương mẹ nhiều lắm. Dâu có nói với chương trình á là đã lâu rồi chưa bao giờ tặng mẹ cái gì cả. Rồi hôm nay đó có món quà này, em nói với mẹ điều gì đi. Con biết mẹ rất là thích tâm linh hay là mẹ hay tin về Phật nhiều. Hồi đó giờ con cũng chưa tặng mẹ cái gì có giá trị cả. Nay con có mua cái mặt Phật, con tặng cho mẹ. Mẹ cảm ơn con, quá đẹp. Wow. Có thể mẹ đem cái đó để luôn luôn nhớ về con dâu. Mừng lắm, nói là 50 năm mới lần đầu tiên dâu nhận tặng quà rồi. 50 tuổi thôi. Mẹ toàn là tặng cho con không à. Mẹ tặng cho con nhiều lắm, từ quần áo cho tới dòng vàng hay gì mẹ cũng cho. Con chưa cho mẹ chị bao giờ cả. Một người mẹ rất là đáng yêu. Hai người thì cố gắng kết nối với nhau nhiều hơn nữa nha.
mẹ nói để con sửa thôi, chứ mẹ không có ghét bỏ gì con hết đó. Lúc nào con cũng là con của mẹ. Con khóc này là không phải là gì cũng tức giận gì cả, con muốn thương mẹ nhiều hơn. Tại ở trên đây con chỉ có một mẹ thôi ạ. Đúng rồi, đâu có ai trên đây đâu, đúng không? Dạ. Nếu không có mẹ thì ai sẽ lo cho em trong những ngày tháng sinh đẻ như thế. Cảm ơn những bà mẹ chồng rất là tuyệt vời.